đất có sổ, có thổ cư, có dân cư xung quanh nhưng lại không được phép xây dựng. Đây là ba thửa đất thuộc địa phận Hồ Chí Minh với số thửa 342, 43 và 44. Với một miếng đất liền kề là một miếng to ngày trước được phân chiết và đập cái căn nhà cũ lúc trước đi. Và nó đã tách ra được ba thửa đất, tuy nhiên xung quanh khu vực đất này lại không hề có đường vào đất, cho nên một số nơi tại địa phận Hồ Chí Minh đã cấm luôn, không cho xây dựng. Để giải thích về trường hợp này thì theo cá nhân tôi nghĩ là do kiện tụng nhiều quá, giải quyết phức tạp nhức đầu quá. Thì các bạn cứ nghĩ đi, một lô đất mà đã không có đường vào đất thì chúng ta mua một cái trực thăng bay vào đất à? Thế thì rõ ràng trước hay sau đều phải tranh chấp lối đi chung, đều phải đem ra tòa để kiện tụng. Đây là sơ đồ của một vài thửa tại địa phận khu vực miền Tây, cụ thể là Long An. Họ đang cố lách luật bằng một cái con đường tự mở mang tên 1214. Và về mặt pháp lý, cái con đường tự mở 1214 này nó không được công nhận, cho nên những cái lô đất ở đây hoàn toàn không thể lên thổ cư, cũng như không được phép xây dựng. Và sắp tới đây, tôi nghĩ những khu đất giống như vậy sẽ bỏ luôn, chỉ để làm nông nghiệp.